các bạn coi hai hai hàng chó thấy thương nó ngồi ngóng chủ nó đi vô trong trong đó mua đồ á, mà giờ hai nó nằm nó ngóng rồi nè. Chủ nó gửi đây, chủ nó kêu đừng có cho nó ngồi lên trên ghế, bây giờ kia nó muốn ngồi nó ngồi chứ cho cái gì. Đây nè, thương không nè. Charlie. Cưng không? Cưng không các bạn? Ở nhà thấy không? Ở đây chó nè, mặc áo nữa. Mà nó đi rồi mua quần nắng. Charlie. Con này thì nó dữ hơn cái con kia. Con này nó dữ hơn. Nó không có hiền bằng con kia. Nó thấy ai đi ngang rồi nó cào 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 các bạn thấy không? Hai con ngồi ngóng chủ nó nè, để chủ nó trong chổng á, ngồi ngóng nè. Charlie, không biết nó tên gì luôn. Kiki kiki khi nó trên Việt Nam nó đâu có hiểu đâu. Nằm rồi đã thấy ghét.